Và sau đây là 10 giây dành cho tin vui. Vui của Hưng, vui của các anh chị em trong phim trường và hàng ngàn con người tại tập đoàn MWG. Chuyện là tuần qua, công ty cổ phần đầu tư thế giới di động MWG, nhà bán lẻ điện thoại điện máy lớn nhất Việt Nam, tiếp tục lọt vào danh sách 100 nhà bán lẻ châu Á năm 2019 và MWG là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách này. Hả? Các bạn còn nhớ Realme TV ở tuần rồi không? Mới ra mắt cái đây 3 ngày thôi. Mà hình như là ông Realme này chỉ muốn thăm dò thị trường, cho nên là chỉ ra mắt 2 mẫu 32 và 43 inch, không có cỡ lớn hơn. Nhưng mà thấy nhỏ nhỏ thôi chứ nhỏ công cao cường lắm luôn á. Phần cứng thì có chip loại tứ của MediaTek nè, 4 loa 24W được Dolby Audio chứng nhận. Rồi còn hỗ trợ HDR10 nè, HLG, độ sáng 400 nits. Và quan trọng nhất là có hệ điều hành Android TV luôn nha các bạn. TV 32 inch thì nhiều, nhưng mà 32 inch có Android TV thì không phải là dạng vừa đâu. Và sẽ mở bán chính thức tại Ấn Độ vào ngày 2 tháng 6 này. Giá của con 43 inch là khoảng 6,7 triệu, còn con 32 inch là tầm 4 triệu. Các ông thấy giá này như thế nào? Thả nhẹ vài cái bình luận nha. Ngược thời gian trở về quá khứ. Cách đây 2 tuần á, thì nghe đồn là Xiaomi sắp ra một cái thiết bị được gọi là Mi TV Stick. Đại loại là nó có chức năng giống như một Android Box, nhưng mà có kích thước giống như một chiếc USB. Đó, thì Xiaomi bên Đức vừa cho một cái tấm ảnh được cho là Mi TV Stick kèm theo remote thông minh giống của Mi Box S. Nhìn vào hình ảnh thì chúng ta có thể đoán là con stick này có tính năng và cấu hình ngang với Mi Box S, chạy Android TV nè, có Google Assistant và hỗ trợ 4K. Thêm nữa là trên remote hai nút Netflix và Amazon Prime Video sẽ có khả năng có phiên bản quốc tế, không bị giới hạn thị trường. Con này ra là tôi dứt liền. Mà bữa giờ mấy ông xài internet có thấy chậm rì không? Chuyện là hai tuyến cáp AAG và ABG đi quốc tế lại tiếp tục gặp sự cố, và lỗi chắc chắn là tại mấy con cá mập nữa rồi. Dân hóng hớt nhiều chuyện như tôi ngày nào cũng lên Facebook hít hà rama, nhìn hình thì trống trơn, hàng trăm bình luận đích vào thì không thấy ai hết, ức chế kinh khủng luôn. Còn với mấy anh mà hay đánh liên quân nè, bắn PUBG mà cái pin cao á các bạn, lắc liên tục chả mừng ăn được gì ráo, răng thì rất lập đập. Đủ thứ ngành nghề liên quan tới online đều bị ảnh hưởng. Mấy anh chị bán hàng online nè, mấy ông chạy quảng cáo Facebook, YouTube, Netflix, Google Drive này kia cũng bị luôn. Ồ, và nghe mấy ông nói cái tuyến AAG sẽ khắc phục xong vào ngày 1 tháng 6, còn cái tuyến ABG thì... Mà năm nay nha, công nhận ông Samsung cho ra mắt nhiều cái TV lạ lùng ghê luôn á. The Frame nè, The Series nè, The Zero nè, còn bây giờ là The T-Race. Nó cũng là chiếc TV 4K QLED thôi, nhưng mà đặc biệt ở chỗ là chuyên dành cho không gian sống ngoài trời. Kiểu mấy nhà có sân vườn nè, gắn TV lên tường ngoài, rồi tối bắt cái ghế bố ra nằm xem phim là hết bài. Nè ha, nhà nào mà có hồ bơi nè, quất thêm cái bun bạc ti nữa, gắn thêm cái sao ba, rồi mấy em bikini đi qua đi lại là thôi, quẩy bung nóc luôn anh em. Mà dòng T-Ray này là dân chơi không sợ mưa rơi vì được thiết kế chống mưa, chống nước, chống bụi với xếp hạng IP55 luôn. Còn chức năng cấu hình thì tương tự các dòng QLED 4K 2020 của Samsung. Ghê chưa? Có 3 kích cỡ màn hình luôn là 55, 65 và 75 inch. Con 65 inch thì đâu đó khoảng 5.000 đô à. Nhưng mà con sao 3 là mất hết 1.200 rồi. Và hiện nay thì T-Ray chỉ bán cho hai thị trường Mỹ và Canada, nhưng mà online thôi nha. Còn thị trường khác thì chắc là cuối năm. Tôi là tôi phái cái video này đó. Còn mấy dân chơi thì sao? Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8 điện máy tuần này. Và nếu như thấy tin nào thú vị thì bình luận cho Hưng biết ở dưới nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tuần sau. Bye bye.